Chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì Mai Anh và hành trình trao quà Tết từ Sony đến với nhà các cầu thủ và ban huấn luyện đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam đang có mặt tại nhà của một cầu thủ rất là điển trai, đó chính là thủ môn Đặng Văn Lâm. Chắc là quý vị và các bạn cũng rất là tò mò, thắc mắc không biết là gia đình của Đặng Văn Lâm đón Tết như thế nào. Xin mời quý vị hãy cùng theo chân Mai Anh khám phá nhé. Và ngày hôm nay thì ngồi bên cạnh anh đây là chú ruột của cầu thủ Đặng Văn Lâm ạ. Dạ chú ơi, ngày hôm nay thì nhân dịp Tết đến xuân về, Sony cũng có ghé nhà của mình để mà có thể gửi tặng cái món quà Tết là một cái TV Bravia OLED A8F 55 inch với lại một dàn âm thanh là Sony Sound 3. Dàn âm thanh này nó sẽ gồm là một cái loa thanh ngang, hai cái loa đứng với lại một cái loa sub để dưới đất thì nó sẽ tạo thành cái âm thanh bồm. Thay mặt gia đình của Lâm, xin cảm ơn nhãn hàng Sony. Lâm sinh ra và lớn lên ở Nga thì không biết là hai chú cháu có thường xuyên gặp gỡ nhau không? Chú cháu thì thường xuyên, ngoài Bắc thì có chú, trong Nam thì có bác, ở ngoài này thì lại số lượng cô dì chú bác thì nhiều hơn. Lâm thì là có cái gen của mẹ vừa đàn vừa hát. Mẹ Lâm là cũng là ca sĩ mà, là ca sĩ Omega đấy. Quay trở lại với niềm đam mê bóng đá của Lâm thì không biết là Lâm bắt đầu đam mê bóng đá từ khi nào? Từ hồi còn bé tí coi như Lâm đứng được ấy, đứng ở ngay cái lôi của nhà tôi ấy, vứt quả bóng vào cho Lâm để chơi. Lâm ôm quả bóng nó gừ, mặt nó cứ thế này, mặt nó gừ mà bảo mai kia thằng này dễ làm thủ môn lắm. Thế mà y rằng, về sau đấy là đúng là thật. Bây giờ là ở ngoài sân ôm bóng cũng mắt. Từ cái lúc mà phát hiện ra niềm đam mê bóng đá của Lâm thì gia đình mình có phản ứng như thế nào? Tôi rất thích. Từ khi coi như là cháu học ở Hoàng Anh Gia Lai thì sau một thời gian thì không được thành công lắm. Dạ. Nhưng mà tôi thấy sau khi anh gọi Lâm về, tôi cảm thấy rất tiếc. Tôi bảo chứ anh ơi, anh phải cho cháu nó về. Tại sao anh không cho cháu nó về đây? Được như này là đúng là rất cảm ơn anh Hùng, chủ tịch Hải Phòng. Dạ. Anh ấy gọi, anh vẫn mất cái gì giá nào ký hợp đồng đúng ở nhà tôi luôn. Dạ. Ký hợp đồng với Hải Phòng. Bởi Lâm hồi đấy thì tiếng tăm thì chưa biết. Anh Sơn anh bảo là em thử xem hợp đồng cho cháu và được rồi anh yên tâm cho cháu vào đây. Về trận AFF Cup đó chú, thì nhà mình có đi ủng hộ đi Lâm hết đấy, có cả điều ông anh từ trong Sài Gòn ra và anh ơi cháu có vé anh ra đây đi với em. Ông bảo ôi đi á. Thế bảo vâng, anh đi đây, anh cháu nó mời cháu chú bác ra đây. Thế là đi, là ông anh chưa bao giờ ông đi, ông bảo chưa bao giờ ông đi đường nó đông đến như thế. Bởi vì ngày xưa ông ở Sài Gòn chỉ có ra đường là lên ô tô. Dạ. Yeah. đây bảo chứ anh ơi, mình mà đi ô tô ở đây á là mình không vào được trong luôn. Mình phải đi xe máy. Dạ, rồi cảm giác của gia đình mình khi mà cái tiếng còi hết trận vang lên và biết được là đội tuyển mà có cháu trai của mình vô địch thì lúc đó cả nhà cái cảm xúc như thế nào ạ? Ôi giời ơi, mừng lắm. Không còn gì để nói nữa. Cứ làm cảm tưởng như trong giấc mơ là có cả cháu mình ở trong đấy. Yeah. Có cả cháu mình, nó không ai có thể nghĩ được nó lại là sự thật. Cả cái dãy phố Huế này nó coi như nó chật lích luôn. Chật lích không thể đi được, chú với cả bác Hùng về nhá. Bác Hùng còn chưa bao giờ bác bảo được đi bão. Và hôm nay Long ơi, anh là ngày đầu tiên trong đời anh đi bão. Yeah. Vui không thể tưởng được. Yeah. Có một cái khoảnh khắc ở cuối trận á, khi mà camera bắt vào là thấy Văn Lâm ôm khung thành khóc. Cái khoảnh khắc đấy thì đúng là Lâm nó bảo là cái cảm xúc tự nhiên. Lâm tự nhiên ôm, bởi vì sao ở đấy là cái cuộc gôn là cái gần gũi với Lâm nhất. Bởi vì suốt ngày cả được cuộc đời lúc nào cũng chỉ cuộc gôn bên này, cuộc gôn bên kia thôi. Sony cũng có một món quà tinh thần gửi tặng đến cho gia đình của Lâm ạ. Đó là một tấm thiệp của tổng giám đốc Sony tự tay viết tặng gia đình mình ạ. Dạ, chú có thể mở ra xem. Kính chúc cầu thủ Đặng Văn Lâm và gia đình nhiều sức khỏe và chinh phục được nhiều chiến thắng mới trong năm Kỷ Hợi, Việt Nam vô địch. Vừa rồi là những chia sẻ rất nhiều cảm xúc của gia đình cầu thủ Đặng Văn Lâm. Còn các bạn suy nghĩ thế nào về chàng cầu thủ điển trai này? Hãy bình luận ở phía dưới đây nhé. Đừng quên like, share và subscribe cho kênh YouTube Sony Việt Nam các bạn nhé. Còn bây giờ thì Mai Anh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Tết Kỷ Hợi bạn sung túc cùng Sony. Ok. Sony hân hạnh là nhà tài trợ của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam từ năm 2017. Sony.